Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn tới với kênh của Sang Ford. Mình là Giang và mình bán xe Ford ở Sài Gòn. Đây là chiếc xe Ford Everest Titanium phiên bản 2 cầu mà Sang chuẩn bị bàn giao tới một quý khách hàng ở Bình Dương ngày hôm nay. Khi nhắc tới Ford Everest, đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ tới sự an toàn. Xe có một hệ thống khung gầm, thân vỏ chắc chắn, công nghệ an toàn đầy đủ, bảo vệ an toàn tối đa cho người ngồi phía trong xe. Ford Everest rất là bền bỉ, có một hệ thống khung gầm ngon. Hệ thống treo phía trước là tay đòn kép, hệ thống treo phía sau là liên kết Watling nổi tiếng của hãng Ford. Khi nói về độ cách âm và cảm giác lái thì Everest tự tin là số 1 trong phân khúc. Xe khỏe, đầm chắc, êm ái, hộp số 10 cấp mượt mà. Ford Everest được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, chất lượng tốt mà giá thành lại hợp lý. Xe gồm có 3 phiên bản, Sport, Titanium 1 cầu và Titanium 2 cầu. Thì mức giá từ 1.1 tỷ tới 1.4 tỷ. Và ở thời điểm hiện tại thì đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Hãy gọi cho Sang để nhận được những ưu đãi tốt nhất thị trường. Đối với chiếc xe mà hôm nay Sang bàn giao thì chủ nhân chiếc xe đã tân trang thêm rất nhiều món đồ chơi đắt tiền, gần như là full option. Đầu tiên phải kể tới đó là gập gương theo chìa và đề nổ từ xa. Sau một bữa ăn trưa vô cùng nóng nực, ngoài trời thì đang oi bức, xe thì đang đậu ngoài trời nắng, chúng ta chỉ cần đề nổ từ xa để làm mát xe trước. Sang đánh giá option này cực kỳ đáng tiền cho những ai đang đi ô tô. Tiếp đến, xe được trang bị một bộ phim cách nhiệt VOX UV400 của Mỹ, chống tiêu UV 100% và được bảo hành 10 năm. Xe được phủ gầm Wood của Đức, giúp bảo vệ lớp gầm. Xe được phủ Ceramic Pro Shield của Nhật Bản, giúp bảo vệ lớp sơn luôn bóng đẹp. Chiếc xe này là Everest Titanium 2 cầu nhưng đã được tân trang gói ngoại thất Sport, giúp chiếc xe thể thao hơn với tông màu chủ đạo là đen, trắng và đỏ race. Ở phía sau xe nổi bật là nẹp đèn LED chữ Everest, sáng trắng khi xe vào số lùi và sáng đỏ khi xe phanh lại. Everest thiết kế hàng ghế thứ 3 có góc ngồi và độ ngả lưng để giảm ảnh hưởng tới sống lưng của người ngồi hàng ghế thứ 3 khi chúng ta đi đường sóc. Nhưng nếu nhu cầu mình đi đường đẹp, ưu tiên về độ rộng, độ thoải mái thì có thể độ ngả thêm một chút giống khách hàng của Sang. Xe được tân trang thêm một món độ đắt tiền, đó là cửa hít giúp đóng mở xe nhẹ nhàng, một bộ lót sàn 6D giúp xe luôn sạch sẽ. Và món độ cuối cùng cũng rất đắt tiền, camera 360 độ loại mới nhất và phiên bản xịn nhất. Camera này có thể cảm ứng trên màn hình, có nhiều góc chiếu 2D và có góc chiếu 3D giúp chúng ta đi xe lùi đỗ dễ dàng hơn. Và đặc biệt, camera này còn ghi lại hành trình xung quanh xe, phía trước, phía sau và hai bên hông, giúp chúng ta an toàn hơn trong mọi chuyến hành trình. Quý vị và các bạn đánh giá như thế nào về những option trên chiếc xe này? Hãy cho Sang biết những cảm nhận và suy nghĩ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Đừng quên like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin từ Sang Ford. Và cuối cùng, hãy gọi cho Sang bất cứ khi nào mua xe Ford để nhận được những ưu đãi tốt nhất thị trường. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.